Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử và quý vị bệnh nhân, các cái phần chia sẻ bài thuốc của chúng tôi ở trên mạng Internet, trong kênh YouTube Chùa Pháp Tạng, cũng như là tất cả các kênh khác như là trên Facebook hoặc là trên Zalo, hoặc là hỏi trực tiếp trả lời trên các cái bài giảng, là những phần hướng dẫn các bài thuốc dân gian mà ông bà mình để lại xưa nay. Chúng tôi chỉ mang tính chất là hướng dẫn cho quý vị mà thôi. Nếu quý vị có bị bệnh, tốt nhất là chúng ta đi thăm khám ở những phòng thuốc chuyên khoa hoặc là các bác sĩ chuyên khoa. Bó bự là 60.000. Bự 60.000. Cái này là bó nào? Bó nào và 40? Bó này là 40. Rồi bó này? Cũng vậy luôn, có chỉ bó này là 60 thôi. Cho em 5.000 này. Cái cây bự mới là 60 hả? Đúng rồi, cây bự. Cây nhỏ là... Cái này mình lấy từ Đà Lạt về. Dạ đúng rồi. Cái này thầy mua về làm thuốc. Cái gì? Lấy ăn hết, bữa nào ra mua nữa, nào cần ra mua. Từ được, không có, có từng lẻ. Đó anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý vị là Phật tử thân mến, thì hôm nay trong cái chương trình chữa bệnh tại nhà của kênh YouTube Chùa Pháp Tạng Online, nhà mỗi tuần sẽ có một bài thuốc cây cỏ xung quanh ta. Đặc biệt cái bài hôm nay dành cho các cái vị Phật tử ở nước ngoài. Ở Việt Nam cũng có cái nguyên liệu này, rất là dễ để trị và ngăn ngừa các chứng bệnh về tất cả các loại ung thư, và nó hỗ trợ có thể điều trị được tất cả các bệnh ung thư. Nếu chúng ta dùng các cái loại thuốc khác, có thể là dùng cái này kèm theo. Tại đây là một món thức ăn thôi, nhưng mà mình có thể là bào chế sử dụng như là một cái loại thuốc, có thể là sử dụng trong ung thư bao tử, ung thư đường ruột, hoặc giả là ung thư ngực, hoặc đã là ung thư phổi, vân vân. Chúng ta đều có thể hỗ trợ cái bài thuốc này, tại vì ở trong thành phần loại này sẽ có chứa các cái chất mà nó đề kháng chống lại một số cái tác nhân lạ và tế bào lạ vào phía bên ngoài. Thì cái này thì có thể tất cả mọi người ở trên thế giới đều có thể dùng được. Xin quý vị nào có bệnh hoặc là người thân thì lưu tâm cái bài thuốc này nhé. Đây là măng tây nè. Măng tây nó có hai cái loại, một loại nhưng mà nó hai cái loại, là cái loại nhỏ cộng và cái loại lớn cộng. Như vậy thì chúng ta sử dụng được hết loại nhỏ cộng và loại lớn cộng. Thì khi mà măng tây này bán rất là nhiều quý vị. Ở Việt Nam Đà Lạt cũng có trồng. Và khi mà thầy đi ra nước ngoài đó, thì thấy ở trong các cái siêu thị cũng có bán măng tây này rất là nhiều. Măng tây này thì nó rất là nặng. Nên khi chúng ta xài một lần thì khoảng nhiêu đây thôi. Tức khoảng nhiêu đây. Mình uống là uống cái non thôi. Do đó khi mà chúng ta măng tây này thì mình sẽ lấy, có thể mình bẻ bằng tay, có thể mình cắt bằng dao, mình bẻ thử bằng cọng coi, đó thấy không, nó non tới dưới này luôn nè, đó nó non tới đây. Đặt không được thì là nó già, mình bỏ đi, mình chỉ lấy phần non thôi. Có cây nó non tới gần tới gốc luôn, có cây thì nó non lên trên. Chúng ta xài thì khoảng một nắm vậy thôi, một lần chúng ta uống là khoảng, chúng ta xài là khoảng một nắm. Nó cỡ là 300 gram tới 400 gram. Đó thì mình để vào trong cái son này. Bây giờ mình luộc nha. Mình luộc măng này thì có hai cái dạng luộc. Có thể chúng ta luộc từ đầu thì nó không ngon bằng là chúng ta nấu sôi lên, chúng ta để măng vào, chúng ta luộc. Do đó mình phải rửa rửa cái măng này đi. Đây là một cái loại măng tây. Tùy vào lửa mình nhiều ít thì nói chung mình luộc cho chín á. Luộc nào nó chín cho nó mềm thôi.
bữa nay không đi học quá tiểu. Và mấy chú hỏi là cái thuốc nam này là ai chị cũng hết bệnh hết hay sao? À, không phải, thuốc nam là gọi là mặc ưa. Mặc ưa có nghĩa là cái người này có thể trị hết bài này, cái người khác có thể trị hết bằng một bài khác, chứ không phải ai cũng trị hết cái đó hết. Ví dụ như là tiểu đường có 5-7 cái bài tiểu đường. Thứ nhất là cái vùng đó nó không có nguyên liệu. Ung thư có cả chục bài ung thư, không có nguyên liệu mình đâu có tìm được. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một người, cơ thể người này thì chịu với cái bài này, cơ thể người khác thì chịu với cái bài khác. Nên có những người á, người ta nói là ô bài này hay quá thầy ơi, là tại vì người đó trị hết. Còn có người này nói là con uống bài này con chưa hết, thì con chưa hết, con đổi bài khác. Nên trong một cái bài trị bệnh á, thì thầy cố gắng sẽ làm cho quý vị nhiều cái cách thức khác nhau. Có những loại ở Việt Nam có mà nước ngoài không có. Nên á, là có những loại thì nước ngoài có mà Việt Nam không có. Nên thầy cố gắng làm cho quý vị những bài thuốc nước ngoài có, Việt Nam có, hoặc là nước ngoài sẽ sử dụng được và Việt Nam sử dụng riêng biệt. Thì những cái bài nào riêng biệt á, thì quý vị đừng có phiền nha. Ví dụ có những cái Việt Nam mới có thôi, còn nước ngoài không có, thì quý vị sẽ tìm cái bài thuốc trị bệnh đó mà đối với cái nguyên liệu từ ở nước ngoài. Thầy đi qua Thụy Sĩ hoặc là Thụy Điển, Na Uy, châu Âu, hay là qua Mỹ, Canada, Úc á, hay Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, thì thấy trong các siêu thị hầu như là bán rau củ quả rất là nhiều. Mà những cái loại rau củ quả đó có thể chúng ta bào chế một số loại thuốc nhất định, như là măng tây này chẳng hạn. Nên chúng ta đợi cho sôi lên khoảng độ 15 phút gì đó thì nó sẽ chín. Ô nhanh ghê ghê á, tim là sôi bọt nó lên đó. Đây rồi là sôi tim. Trời mưa rỉ rả bên ngoài á, con ảnh ương, con nhái nó kêu đó. Hồi nhỏ nhỏ thầy đi học, cái đi thi học sinh giỏi ở cách nhà khoảng chừng 10-20 km. Ở đó luôn đâu được về nhà, ta dạy sáng, trưa, chiều, tối, dạy hết. Rồi nó nhớ nhà gì đâu luôn. Có nghĩa là trong lòng mình nhớ nhà, mà nhớ nhà không phải nhớ cái nhà, mà không biết nhớ cái gì đó, không biết nữa. Nên gọi là nhớ nhà. Như lớn lên đi học mà riết hết nhớ nhà luôn. Bây giờ vô chùa nhớ Phật. Trời mưa rỉ rả, miền Trung đang ngập dữ lắm. Hôm nay mốt vận động Phật tử giúp đỡ bà con mình ở đó. Chính là ông mềm. Vậy là ông chín rồi. Thơm cái mùi không phải măng tây. Thơm cái mùi bắp. Bắp non á, nó y chang như mùi bắp non mình luộc lên. Hồi nhỏ bắp non nhỏ luộc ăn nguyên trái luôn. Thì sau khi á, chúng ta luộc măng tây này, có thể quý vị cắt ra hoặc có thể quý vị để nguyên cọng cũng được nữa, tại vì nó mềm lắm. Nha, chúng ta sẽ để vào trong cái cối, chúng ta xây sinh tố, để tất cả cái này vào trong cái cối, để mình xây sinh tố. Mình muốn uống nhiều nước thì cũng được chứ.
ví dụ mình uống 1 ly nước này hoặc 1,5 ly nước này đều được nha. Có nghĩa là cái lượng nước nhiều nước ít thì tùy chúng ta gia giảm. Buổi sáng chúng ta sẽ uống 1 lần, buổi chiều chúng ta uống 1 lần nha. Lúc bình thường thôi, cũng không cần phải ăn cơm xong gì đâu. Mình uống lúc nào bình thường thôi, lúc nào mình làm uống bình thường thôi. Mà mình phải uống hết nha. Cỡ 300-400 gram này ăn thua mình để nước nhiều ít thì uống 2 ly thì mình phải uống hết 2 ly. Sáng như vậy và chiều cũng như vậy. Đây, cái ly nước sau khi làm xong. Thấy không? Đẹp ghê không? Duy nhất thôi, chứ không có để gì vô khác nữa hết á. Chúng ta sử dụng á, sau khi chúng ta bỏ đi cái phần già của măng tây đi, tức là cái phần mà nó cứng á, thì còn lại khoảng 300-400 gram. Chúng ta luộc lên cho nó chín như luộc chúng ta ăn được đó. Rồi mình để vào trong cái cối xay sinh tố, để một ít nước vào. Ta muốn uống nhiều để nhiều, uống ít để ít, nhưng miễn sao xay cho nó ra thành sinh tố thì thôi. Và mình xay ra rồi mình uống buổi sáng 1 lần và buổi chiều 1 lần. Chúng ta xay xong thì chúng ta uống nước này rất là ngon. Cái này á, nó sẽ hỗ trợ cho quý vị điều trị tất cả các loại bệnh ung thư, nhưng mà tốt nhất là bao tử, đường ruột, ung thư ngực, rồi ung thư gan, ung thư phổi, vân vân, đều hỗ trợ được. Nó làm tăng sức đề kháng của quý vị và nó làm tăng hoạt dụng trong quá trình liệu pháp dùng thuốc khác của bác sĩ hướng dẫn cho quý vị. Và đồng thời nó cũng là chất dinh dưỡng rất là tốt. Nhưng mà khi quý vị bệnh ung thư á, thì tâm mình là cái quan trọng. Quý vị nên nghe Phật pháp, và mình luôn luôn lúc nào cũng mở cái tâm từ bi đến cho mọi loài chúng sanh, và hồi hướng phước báo cho hoàng gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp. Chúc quý vị thành công trong cái bài thuốc rất đơn giản này. Chúc quý vị luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật.